Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Xin chào các em. Cô rất vui được gặp lại các em trong bài học tiếp theo của chương trình tiếng Anh lớp 5 học kỳ 2. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chuyển sang tiết học cuối cùng của unit số 20, đó là Lesson 3. Xin mời các em mở sách giáo khoa trang số 68 và 69 nhé. Như các em quan sát được trong sách giáo khoa, thì bài học ngày hôm nay của chúng mình sẽ bao gồm tất cả là 7 hoạt động. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học với hoạt động số 1. Listen and repeat. Hãy nghe và nhắc lại. Tương tự như những bài lesson 3 số 1 trước, thì bài tập số 1 ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ được học về ngữ điệu khi chúng ta đặt câu hỏi và trả lời về sự so sánh giữa hai địa điểm với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát cho cô vào hai cặp câu hỏi và trả lời của sách giáo khoa nhé. Đặc điểm chung của các câu hỏi đó là sau khi chúng ta đưa ra vế đầu của câu hỏi thì chúng mình sẽ xuống giọng. Chúng ta lên giọng ở địa điểm đầu tiên và xuống giọng ở địa điểm số 2. Đối với câu trả lời thì chúng ta đều xuống giọng ở cuối câu. Vô cùng đơn giản phải không nào? Chúng ta chú ý đến các dấu mũi tên để thực hành cho đúng nhé. Bây giờ cô sẽ đọc mẫu cho chúng mình một lần. 1. Which one is bigger? London or Huế? I think London is. 2. Which one is more beautiful? Hạ Long City or Nha Trang? I think Hạ Long City is. Chúng ta đã nghe rõ chưa nào? Và bây giờ cô sẽ bật đoạn băng ghi âm. Các em sẽ được nghe hai lần. Sau đó chúng mình sẽ cùng nhau nhắc lại theo từng câu hỏi và câu trả lời. Bây giờ là lần nghe số 1. Page 68. Lesson 3. Activity 1. Listen and repeat. 1. Which one is bigger? London or Hue? I think London is. 2. Which one is more beautiful? Hạ Long City or Nha Trang? I think Hạ Long City is. Vừa rồi là lần nghe số 1, bây giờ là lần nghe số 2. Page 68. Lesson 3. Activity 1. Listen and repeat. 1. Which one is bigger? London or Hue? I think London is. 2. Which one is more beautiful? Hạ Long City or Nha Trang? I think Hạ Long City is. Bây giờ, chúng ta hãy cùng cô nhắc lại theo từng câu nhé. Page 68. Lesson 3. Activity 1. Listen and repeat. 1. Which one is bigger? London or Hue? Which one is bigger? London or Hue? I think London is. I think London is. 2. Which one is more beautiful? Hạ Long City or Nha Trang? Which one is more beautiful? Hạ Long City or Nha Trang? I think Hạ Long City is. I think Hạ Long City is. Tiếp theo, cô sẽ bật lại đoạn băng ghi âm. Ở lần này thì các em sẽ tự mình nhắc lại theo từng câu thoại này nhé. Page 68. Lesson 3. Activity 1. Listen and repeat.
1. Which one is bigger? London or Hue? I think London is. 2. Which one is more beautiful? Halong City or Nha Trang? I think Halong City is. 3. Chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ nghe và nhắc lại của hoạt động số 1 rồi. Bây giờ mình sẽ cùng nhau dịch các câu này sang tiếng Việt. Câu số 1. Cái nào lớn hơn, London hay là Huế? Mình nghĩ đó là London. Câu số 2. Cái nào đẹp hơn, thành phố Hạ Long hay Nha Trang? Mình nghĩ là thành phố Hạ Long. Đó là nội dung của hoạt động số 1. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hoạt động số 2. Hoạt động số 2 này sẽ giúp cho chúng ta củng cố lại những gì mà mình vừa được học ở bài tập số 1. Yêu cầu của bài tập số 2 đó là chúng mình hãy nghe và đánh dấu ngữ điệu cho các câu, sau đó thì đọc to các câu. Toàn bộ những câu này thì đều có cấu trúc giống nhau, đó là đều so sánh hai địa điểm với nhau. Chúng ta cần phải đánh dấu ngữ điệu lên hoặc xuống cho các ô trống ở giữa câu và cho cả phần cuối câu. Lưu ý điều này giúp cô và chúng ta hãy đánh cho đầy đủ nhé. Bây giờ cô sẽ bật đoạn băng ghi âm và tương tự như bài tập số 1 thì chúng ta cũng sẽ được nghe 2 lần sau đó chữa bài. Bây giờ là lần nghe số 1. Page 68. Activity 2. Listen and mark the sentence intonation. Then say the sentences aloud. 1. Which one is bigger? New York City or London? I think London is. 2. Which one is larger? New York City or Da Nang? I think New York City is. 3. Which one is more beautiful? London or Sydney? I think London is. Tiếp theo là lần nghe số 2. Page 68. Activity 2. Listen and mark the sentence intonation. Then say the sentences aloud. 1. Which one is bigger? New York City or London? I think London is. 2. Which one is larger? New York City or Da Nang? I think New York City is. 3. Which one is more beautiful? London or Sydney? I think London is. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài nhé. Page 68. Activity 2. Listen and mark the sentence intonation. Then say the sentences aloud. 1. Which one is bigger? Which one is bigger? Ngữ điệu của chúng ta đi xuống. New York City. New York City. Ngữ điệu đi lên. Or London. Or London. Đi xuống. I think London is. I think London is. Trọng âm đi xuống. Xong câu số 1. Bây giờ chúng ta đến với câu số 2. 2. Which one is larger? Which one is larger? New York City. New York City. Or Da Nang.
Đà Nẵng. I think New York City is. I think New York City is. Câu số 3 nhé. 3. Which one is more beautiful? Which one is more beautiful? London. London. Or Sydney. Or Sydney. I think London is. I think London is. Bây giờ, để biết được là các cái dấu mũi tên ngữ điệu của chúng ta vừa rồi đúng hay là sai, mình sẽ nghe thêm lần nữa để kiểm chứng nhé. Page 68. Activity 2. Listen and mark the sentence intonation. Then, say the sentences aloud. 1. Which one is bigger? New York City or London? I think London is. 2. Which one is larger? New York City or Da Nang? I think New York City is. 3. Which one is more beautiful? London or Sydney? I think London is. Như vậy là chúng ta đã điền đúng các ngữ điệu cho từng câu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dựa vào kết quả này để đọc to lại từng câu nhé. 1. Which one is bigger? New York City or London? I think London is. 2. Which one is larger? New York City or Da Nang? I think New York City is. 3. Which one is more beautiful? London or Sydney? I think London is. Chúng ta kết thúc hoạt động số 2 tại đây. Bây giờ mình sẽ đến với hoạt động số 3. Let's chant. Và bài chant hôm nay có tên là Which One Is More. Trước khi nghe bài hát, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào các lời thoại và mình sẽ cùng nhau đọc các lời hát này đã nhé. Which one is more beautiful? Which one is more beautiful? Which one is more exciting? London or Hanoi? I think Hanoi is. Is more beautiful, is more peaceful, and is more exciting. Bây giờ cô sẽ bật bài hát. Page 68. Activity 3. Let's chant. Which one is more? 1, 2, 3, 4. Which one is more beautiful? Which one is more peaceful? Which one is more exciting? London or Hanoi? I think Hanoi is. It's more beautiful, it's more peaceful, and it's more exciting. Các em sẽ được nghe bài hát thêm một lần nữa nhé. Page 68. Activity 3. Let's chant. Which one is more? 1, 2, 3, 4. Which one is more beautiful? Which one is more peaceful? Which one is more exciting? London or Hanoi? I think Hanoi is. It's more beautiful. It's more peaceful. And it's more exciting. Hoạt động này các em sẽ được thực hành nhiều hơn ở trên lớp cùng với thầy cô giáo và các người bạn trong lớp của mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc 3 hoạt động đầu tiên và mình cùng nhau chuyển sang trang tiếp theo để đến với 4 hoạt động còn lại.
Hoạt động số 4. Read and answer. Hãy đọc và trả lời. Trong hoạt động số 4 này, chúng ta sẽ cần đọc một bài văn ngắn của bạn Anna viết về thành phố của bạn ấy và những nơi mà bạn ấy đến vào kỳ nghỉ hè các em nhé. Sau khi mà chúng ta đọc xong bài văn này thì mình sẽ phải dựa vào thông tin của bài văn để trả lời 5 câu hỏi ở bên dưới. Bây giờ hãy cùng cô tìm hiểu nội dung của bài văn trước nhé. Hello, my name's Anna. I live in Liverpool, a very big city in England. It has a lot of people and interesting buildings. It's very noisy, but I enjoy living here because life is exciting. Xin chào, tên mình là Anna. Mình sống ở Liverpool, một thành phố rất lớn ở nước Anh. Có rất nhiều người và rất nhiều tòa nhà thú vị. Nó rất ồn ào, nhưng mà mình thích sống ở đây bởi vì cuộc sống rất náo nhiệt. Đoạn văn số 2. During summer holidays, I often stay with my grandparents in Kingsland, a town in the east of England, in a county called Norfolk. It's much smaller and quieter than Liverpool. There are not so many people there, but the shops are really nice and things are cheaper. I like Norfolk because the people are very friendly. Trong suốt kỳ nghỉ hè thì mình thường ở cùng với ông bà tại Kingsland, một thị trấn nằm ở phía đông của nước Anh, trong một tỉnh có tên là Norfolk. Nó nhỏ hơn rất nhiều và yên tĩnh hơn rất nhiều so với Liverpool. Có không quá nhiều người ở đây, nhưng mà các cửa hàng thì rất đẹp và đồ dùng thì rẻ. Mình rất là thích Norfolk bởi vì con người rất là thân thiện. Đó là nội dung của bài văn. Như vậy, bài văn này còn nói đến hai thành phố. Thứ nhất đó là nơi mà bạn Anna sống là Liverpool. Và thứ hai đó là Norfolk, một tỉnh thuộc nước Anh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn xuống 5 câu hỏi bên dưới và trả lời nhé. 1. Where does Anna live? Anna sống ở đâu? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng mình sẽ nhìn cho cô vào dòng đầu tiên của đoạn 1. Bạn Anna nói rằng I live in Liverpool, a very big city in England. Bạn ấy sống ở Liverpool, một thành phố rất lớn của nước Anh. Như vậy, câu số 1 này ta sẽ trả lời như sau. She lives in Liverpool. Tiếp theo, câu hỏi số 2. Where does she often go for her summer holiday? Cô ấy thường đi đâu vào kỳ nghỉ hè? À, câu trả lời nằm ở ngay câu đầu tiên của đoạn 2. During summer holidays, I often stay with my grandparents in Kingsland, a town in the east of England. Vậy là trong suốt kỳ nghỉ hè thì bạn ấy sống cùng với ông bà ở Kingsland. She often stays with her grandparents in Kingsland. Ok, chúng ta đến với câu hỏi số 3. Nội dung của câu hỏi này: Which one is smaller, Liverpool or Kingsland?
Cái nào nhỏ hơn? Liverpool hay là King's Lynn? À, như chúng ta thấy ở phần hai đoạn văn này thì bạn Anna có giới thiệu Liverpool là một thành phố rất là lớn ở England, trong khi King's Lynn chỉ là một thị trấn thuộc một tỉnh và nó bé hơn, nó yên tĩnh hơn so với Liverpool. Như vậy, câu số 3, đáp án của chúng ta sẽ là A, King's Lynn. King's Lynn is smaller than Liverpool. Câu số 4. Which one is noisier, Liverpool or King's Lynn? Câu số 4 này hỏi chúng ta về địa điểm nào thì ồn ào hơn. Nhìn lại câu mà vừa nãy cô gạch chân trong đoạn số 2. It's much smaller and quieter than Liverpool. À, King's Lynn nó yên tĩnh hơn là Liverpool. Như vậy, Liverpool sẽ ồn ào hơn là King's Lynn. Liverpool is noisier than King's Lynn. Câu hỏi cuối cùng, number 5. Where are things more expensive, in Liverpool or in King's Lynn? Đồ đạc ở đâu thì đắt đỏ hơn? À, câu này thì chúng ta sẽ nhìn cho cô vào dòng số 2 từ dưới lên nhá. But the shops are really nice and things are cheaper. Vậy là King's Lynn có đồ rẻ hơn. Như thế, thành phố có đồ đắt đỏ hơn, đó là Liverpool. Things in Liverpool are more expensive. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong 5 câu trả lời cho 5 câu hỏi của bài tập này rồi. Chúng ta kết thúc bài tập số 4 tại đây và bây giờ mình sẽ đến với bài tập số 5. Ở bài tập này, chúng ta sẽ viết về nơi mà mình sống, sử dụng chính thông tin của chúng ta. Nội dung chúng ta sẽ bao gồm: thứ nhất, tên của mình, my name is. Thứ hai là địa chỉ nơi mình sống, I live in. Tiếp theo, chúng ta giới thiệu địa điểm nơi mình sống như thế nào so với Việt Nam. Nó nằm ở phía Bắc, phía Đông hay nó là một tỉnh, một thành phố, một thị trấn. Tiếp theo, mình giới thiệu ở đó có gì, ở đó như thế nào và tại sao mình lại muốn ở đây. Cô sẽ đưa ra cho chúng ta ví dụ các câu trả lời bài tập này nhé. Chẳng hạn như cô tên là Hiền, thế thì cô sẽ viết rằng my name is Hiền. I live in Hanoi. Tôi sống ở Hà Nội. Nó là một thành phố lớn ở Việt Nam. It's a big city in Vietnam. There are... Có gì nhỉ? Ở Hà Nội thì có các tòa nhà lớn này, có các trung tâm thương mại, vân vân, đúng không nào? Và cũng có rất là nhiều người. There are a lot of buildings and people. It's
modern, busy, and nó hiện đại, bận rộn và và ồn ào chẳng hạn, noisy. Và cuối cùng, tại sao tôi lại thích ở đây nhỉ? I enjoy living here because it's modern. Chẳng hạn, tôi thích sống ở đây bởi vì cuộc sống thì hiện đại. Vậy thì dựa theo những gợi ý của cô, các em cũng sẽ dựa vào những thông tin của mình để hoàn thành đoạn văn ngắn này nhé. Chúng ta có thể sử dụng những tính từ mô tả về các địa điểm chúng ta đã được học trong Lesson 1 và Lesson 2. Bạn nào mà chưa nhớ thì chúng ta có thể là mở lại hai bài đó để xem là chúng ta có thể sử dụng được những từ vựng nào cho cái đoạn văn này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn xuống cho cô đoạn văn sorry, hoạt động số 6 một chút nào. Hoạt động này thì như thường lệ nó là một dự án. Và trong dự án của tuần này chúng ta sẽ làm gì đây? Compare the place where you live with another place. So sánh nơi mà em sống với nơi khác. Như vậy, hoạt động này chúng ta thực hiện rất đơn giản thôi. Các em có thể lập một sơ đồ bảng biểu, hoặc đơn giản chúng ta sẽ kể cho cô một cái bảng có hai cột. Một bên là nơi mà em sống, còn phần bảng còn lại sẽ là cái địa điểm còn lại mà em mang ra so sánh. Các em có thể so sánh một số những cái chi tiết, ví dụ như là diện tích, area, so sánh về mặt dân số, population, hoặc so sánh xem là cái sự bình yên của nó như thế nào, cái nào bình yên hơn, cái nào ồn ào hơn, hoặc là so sánh xem cái nào hiện đại hơn, cái nào ồn ào hơn, cái nào có nhiều tòa nhà hơn, vân vân. Chúng ta có thể dựa vào những đặc điểm để mình mô tả một thành phố, sau đó mình dùng chính những đặc điểm đó để mang đi so sánh với thành phố còn lại, với địa điểm còn lại các em nhé. Đó là gợi ý của cô cho hoạt động số 6. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn xuống hoạt động tổng kết cuối cùng của bài học ngày hôm nay. Color the stars. Tô màu cho những ngôi sao. Bây giờ tôi có thể làm gì? Ask and answer questions to compare places. Hỏi và trả lời những câu hỏi để so sánh các địa điểm. Listen to and understand text with compare plates. Nghe và hiểu các văn bản, so sánh những địa điểm. Read and understand text which compare places. Đọc và hiểu các văn bản, so sánh nơi chốn. Write about where I live. Viết về nơi tôi sống. Hoạt động này chúng ta sẽ tự nhìn nhận lại những hiểu biết của bản thân mình sau khi chúng ta trải qua 3 cái bài học trong unit số 20 và mình tô màu lần lượt nhé. Đối với những phần dấu chấm nào mà các em cảm thấy chưa tự tin tô đủ 3 ngôi sao thì chúng ta sẽ mở lại những bài mà có chứa cái nội dung đó để mình học lại, mình củng cố lại nhé. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô rất cảm ơn sự chú ý và quan tâm của các em đối với bài học. Hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.